Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 13 câu 33 đến câu 37. Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trảy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Có bao nhiêu thời gian sống ở đời được chúng ta dành cho việc chờ đợi? Có sự chờ đợi làm ta căng thẳng, mệt mỏi, nhưng cũng có sự chờ đợi đem lại hương vị và ý nghĩa cho cuộc sống. Người mẹ tần tảo nuôi con, chờ ngày con thành tài. Người vợ chờ đợi ngày chồng trở về từ biên ải. Con người không chỉ sống bằng quá khứ, nhưng còn bằng những ngóng đợi về tương lai. Cái tương lai tưởng như mơ hồ, xa xôi, mà lại lôi kéo được cái hiện tại đi về một hướng. Biết sống là biết chờ đợi làm nên cuộc sống. Mùa vọng đưa ta đi vào thái độ chờ đợi, chờ đợi Chúa sẽ đến trong vinh quang ngày mai, chờ đợi Chúa vẫn đến trong niềm vui và nước mắt. Chờ như người giữ cửa thức trắng đêm, vì không biết giờ nào chủ trở về. Nhưng chờ không phải là thụ động khoanh tay, mà là vuông tròn sứ mạng được giao phó. Ông chủ đi xa đã để lại ngôi nhà, giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc. Có lẽ từ lâu ta đã thấy không cần chờ đợi Chúa, vì chúng ta có quá nhiều điều khác để mong, những điều gần gũi hơn, thiết thực hơn, cấp bách hơn. Hãy nói cho tôi biết bạn đang chờ gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn đang đi về đâu. Nếu không có ai để chờ thì cũng chẳng cần tỉnh thức. Tỉnh thức trong đêm tối đâu phải là chuyện dễ dàng. Ngài trở lại thấy các môn đệ đang ngủ, rồi Ngài lại đến và thấy họ vẫn đang ngủ. Đôi mắt họ li bì nặng giấc, chiến đấu chống lại sự buồn ngủ của mắt còn dễ dàng hơn chống lại sự mê ngủ của tinh thần. Cuộc sống vật chất ngày càng cao, cung ứng cho con người biết bao thứ ru ngủ, và đưa con người vào cơn mê mà họ không hay biết. Ma túy là mối đe dọa giới trẻ hôm nay. Ma túy đi vào trường học, được bán ở cổng trường, để chích, để hút, để ngửi. Nó cho người ta sống lâng lâng trong một thế giới ảo, để rồi không còn khả năng sống đời thực của mình nữa.
Nhưng ma túy đâu phải chỉ là bạch phiến, cần sa. Ma túy là tất cả những gì gây nghiện, khiến con người thành nô lệ và đánh mất mình. Tiền bạc, tiếng tăm, tình dục, tiện nghi vẫn là những thứ ma túy mê hoặc con người. Mùa vọng là mùa tỉnh thức, để thành thật tự hỏi, tôi đang nghiện thứ ma túy gì? Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức con, xin đưa con ra khỏi cơn mê mà tự sức con không sao thoát ra được. Xin đừng ngại đánh thức con bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ, nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ đang cắt tỉa con vì yêu con. Ước gì con được tỉnh táo để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê, những chỗ dựa mà con tưởng là tuyệt đối. Như ngọn đèn trầu trong nhà nguyện, xin cho con thức luôn và sáng luôn trước nhan Chúa. Amen.